Thank you.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhà Chúa thương xót hơn. Thank you.
cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, mẹ ông Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, mẹ ông Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước là mọi người. Xin mừng Maria, mẹ ông Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, mẹ ông Chúa, Đức Chúa Trời. Trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, mẹ ông Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin ơn chúng con với xa hoa hồng. Xin em các linh hồn đến khi đàn. Nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ luôn nhậm lời với những lời kinh
được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong cuộc đời. Tuy nhiên, đó là một trong những phương thế giúp chúng ta qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ để đến gần với Chúa. Vậy hôm nay họ đạo chúng ta cung nghinh Đức Mẹ, chúng ta cùng với quý vị hướng về Mẹ Maria với vũ khúc dân hoa nhiệm lạc. Chúng ta cũng hướng về Mẹ để cùng với cộng đồng chúng ta xin Đức Mẹ cầu nguyện cho tất cả chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu, để qua đó mọi người chúng ta sẽ hạnh phúc với Mẹ, được Mẹ cầu bào và Chúa sẽ chúc lành cho tất cả chúng ta. Giờ đây xin mời anh chị em ngồi để chúng ta hướng về lễ đài. Con
dừa cây trái đông đưa, quanh năm ngày tháng nắng mưa vẫn xanh, bông dừa rợp mát dây quanh cuộc đời. Con mẹ là mẹ dinh như chờ che, xứ dừa quê hương Bến Tre, ai vui lặng lẽ có làm một nhà, rung đông quả trái tình quê đậm đà. Xin dâng lên mẹ yêu quê hương xứ dừa chúng con, xin dâng lên mẹ yêu hiện tại tương lai ước mơ, mơ ước cho muôn người thâm nồng lòng tin cậy mến, cho nơi đây trở thành bóng mơ rộn ràng niềm vui. Xanh ngát thơm hương cho tình